Xin kính chào quý vị các bạn. Mình đến từ đáy đồ chơi. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mã sản phẩm M7R, máy bay quát cỡ lớn điều khiển từ xa. M7R là một loại máy bay quát cỡ lớn tương tự như máy bay M7 trước đây, nhưng không đính kèm trực tiếp camera. Với những ai yêu thích dòng máy bay cỡ lớn thì đây quả là một sự lựa chọn không tồi. Với hệ thống đèn led cực đẹp giúp bạn có thể chơi vào ban đêm. Cánh được bảo vệ bởi 4 vòng bảo vệ nên bạn thực sự yên tâm khi chơi mà không lo hỏng hóc. M7R là dòng máy bay 4 kênh với các chức năng lên, xuống, tiến, lùi, rẽ phải, rẽ trái và có thể nhào lộn 360 độ. Hệ thống chuyển động 6 trục 4 kênh, có màu trắng các bạn lựa chọn. Thời gian bay liên tục từ 7 đến 10 phút. Thời gian sạc khoảng 90 phút. Khoảng cách điều khiển từ xa lên tới 50 m. Chiều dài của thân máy mỗi chiều là 19 cm. Tuy nhiên nếu bạn lắp bộ bảo vệ thì có thể lên tới 31 cm. M7R phù hợp với các bạn từ 14 tuổi trở lên. Bộ hộ máy bay quắc M7R. Toàn bộ thiết bị bao gồm một máy bay quát M7R, một điều khiển từ xa, một chai nhựa sử dụng, một tô vít, hai cánh phụ, một sạc pin, bốn chân đỡ, vị trí lắp chân đỡ, bạn có thể lắp loại chân đỡ to hoặc nhỏ. Vị trí lắp pin,
công tắc bật nguồn, khi bật hệ thống đèn led sẽ sáng nhấp nháy. Để sạc pin, bạn cần tắt nguồn. Cắm vào dây sạc. Đầu kia cắm vào máy tính của bạn. Điều khiển sử dụng 4 pin con thỏ. Công tắc bằng nguồn điều khiển. Khi bật sẽ có tiếng pip, đồng thời đèn led sẽ sáng. Chân nhạc bên trái. Nút M7 tăng, giảm tốc độ. Lên, xuống. Chân nhạc bên phải. Nút M7 tiến, lùi, sẽ trái, sẽ phải. Nút tăng. Nút M7 quay 360 độ.